Trong vòng 8 năm, người đàn ông này đã ăn cắp 12 ngân hàng ở 7 lục địa, số tiền ăn cắp lên đến 9 triệu đô la Mỹ. Thủ đoạn gây án lần nào cũng giống nhau, không để lại bất cứ manh mối gì cho cảnh sát. Anh ta được cảnh sát và giới truyền thông gọi là kẻ cướp in and out. Có thể thấy thủ đoạn của anh ta kỹ lưỡng đến mức nào, nhưng anh ta cướp được nhiều tiền như vậy mà lại không đụng đến một đồng, vì anh ta chỉ thích cảm giác ăn cướp này thôi. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa bắt được anh ta, sau đó anh ta lại đột ngột quyết định tự thú. Việc này khiến mọi người không thể tin nổi. Ngay cả cảnh sát cũng không tin anh ta là kẻ cướp kia. Vậy rốt cuộc, tại sao anh ta lại chọn cách tự thú? Một hôm, đồn cảnh sát đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại tự xưng mình chính là kẻ cướp in and out mà họ đã tìm nhiều năm. Cảnh sát vừa nghe, chắc chắn là lại ăn theo để lấy tiếng đây mà. Rõ ràng là trước khi anh ta gọi điện thoại, đã có rất nhiều người tự xưng mình là kẻ cướp in and out rồi. Các cảnh sát trong văn phòng cảm thấy trò đùa này rất nhạt nên cứ đùn đẩy cuộc điện thoại mãi, nhưng vẫn rất tôn trọng anh, nghe hết những lời anh nói. Sau khi nói xong, anh còn bàn điều kiện với cảnh sát, mình có thể trả hết số tiền đã trộm, nhưng nhất định phải giảm hình phạt cho mình xuống còn trong vòng 2 năm. Địa điểm giam giữ cũng phải sắp xếp theo điều kiện anh ta đưa ra, còn phải có quyền thăm nuôi. Nghe giọng điệu này, chắc chắn là có chuẩn bị trước rồi. Điều kiện mà anh đưa ra cho cảnh sát đều là những thứ quan trọng với anh. Nhưng cảnh sát không hiểu tầm quan trọng mà anh nói, thậm chí còn không tin anh là kẻ cướp kia. Dù gì họ cũng tìm lâu như vậy mà không bắt được, sao lại có chuyện tự mình nộp mạng chứ? Bất đắc dĩ, anh đành phải nói ra sự thật. Thì ra một năm trước, anh đã gặp nhân viên quản lý kho, Annie. Lần đó trùng hợp là lần cuối cùng anh cướp ngân hàng, muốn thuê kho để trữ tiền. Giây phút đầu tiên gặp Annie, anh đã động lòng với cô. Sau đó, anh không còn đi cướp nữa. Một năm sau, hai người quyết định kết hôn. Nhưng anh vẫn luôn thấp thỏm về chuyện đã làm trước kia, cũng không muốn gánh tội danh này để kết hôn với Annie. Càng không muốn làm Annie thất vọng về anh, nên anh quyết định tự thú, tạm biệt với quá khứ. Cảnh sát nghe câu chuyện của anh xong vẫn không tin, nên dứt khoát làm lơ chuyện này luôn, ghi lại địa chỉ của anh, sau để lại một câu, ngày mai tôi sẽ đến xem thử, thì cúp luôn điện thoại. Tiếp đó, cảnh sát giao vụ án cho Sam, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Qua 2 ngày sau, không có ai đến khách sạn tìm anh, thế là anh sốt ruột, một lần nữa gọi điện cho đồn cảnh sát để giục họ tiến hành bắt giữ anh. Bất đắc dĩ, Sam đành phải phái hai cấp dưới đi ứng phó qua loa với anh. Ngày thứ 3, cuối cùng thì cảnh sát đã đến. Anh vẫn nói như đinh đóng cột rằng mình là kẻ cướp in and out, nhưng cảnh sát vẫn không chịu tin. Thế là anh nói ra toàn bộ phương thức gây án của anh, có thể nói là hoàn hảo không kẽ hở. Nhưng cảnh sát không nhìn thấy tiền nên hoàn toàn không tin anh. Thế là anh giao nộp chìa khóa kho tiền. Hai cảnh sát đến kho tiền, bắt đầu tìm khoản tiền bị trộm. Quả nhiên, họ đã tìm được thật. Điều này cũng chứng minh lời người đó là sự thật. Kẻ cướp in and out này chính là Tom, mọi chuyện mà anh nói đều là thật. Lúc này, hai cảnh sát lấy toàn bộ tiền trong kho ra ngoài, nhưng hai người này đột nhiên tranh cãi về chuyện xử lý số tiền này như thế nào. John muốn độc chiếm số tiền này, dù gì thì ngày ngày làm công ăn lương cũng rất mệt mỏi. Hai người chia trách số tiền này, thần không biết quỷ không hay, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ramon thì không nghĩ như vậy, nhưng trước mặt tiền bạc, Ramon vẫn bị dao động. Ngay lúc họ đang chuyển tiền đi, Annie nhìn thấy hai người ở trong camera nên đi ra kiểm tra tình hình. Hai người cũng rất lanh trí, nói dối lừa được Annie, sau đó mang tiền đem cất ở một nơi bí mật, rồi quay về tìm Tom. Lúc Tom đang muốn hỏi tình hình, thì John rút súng ra, chĩa vào Tom. Tom lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, không ngờ anh còn giữ lại đường lui cho mình. Thì ra số tiền mà hai người mang đi chỉ là 1/3 của 9 triệu, số còn lại vẫn đang ở nơi khác. Điều này khiến John không thể không nghĩ anh còn có đồng bọn. Dù gì số tiền lớn như vậy mà bốc hơi mất tăm mất dạng, rất khó mà tin được là do một mình Tom gây ra. Ngay lúc ba người đang giằng co, đột nhiên có người gõ cửa, thì ra là Sam, cấp trên của John và Ramon. Ông ấy không yên tâm khả năng làm việc của hai người nên đích thân đến xem thử. Vừa vào cửa đã thấy Sam cầm súng, Tom cố gắng dùng ánh mắt để giao tiếp với Sam, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì John đã cầm súng bắn chết Sam. Một trận đánh đấm chém giết bắt đầu. Cuối cùng, Tom ôm John nhảy thẳng từ trên lầu xuống, vì anh biết nếu không chạy, John chắc chắn sẽ đổ tội cho anh. Sau khi xuống dưới, đúng lúc anh nhìn thấy Annie đang định đến tìm anh, Tom vội vàng kéo Annie bỏ trốn. John và Ramon đuổi theo ở phía sau, lập tức biểu diễn một màn quá nhanh, quá nguy hiểm. Cuối cùng thì hai người cũng trốn khỏi màn đuổi bắt. Lúc này Annie không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi đến mức hoảng loạn. Tom thì liên tục an ủi cô, anh có thể giải thích mọi chuyện với em. Sau đó hai người tìm một nơi yên tĩnh, anh nói cho Annie biết mọi chuyện về mình, bao gồm chuyện anh muốn tự thú. Nhưng bây giờ mình không những không tự thú thành công, mà có thể còn dính vào một vụ án mạng. Hoàn cảnh hiện tại của Tom vô cùng nguy hiểm, anh không nhẫn tâm để người yêu chịu khổ với mình. Thế là anh đưa Annie lên xe buýt, còn mình thì đi giải quyết sự việc. Lúc này, cảnh sát đã đến hiện trường xảy ra vụ án. Sian phụ trách điều tra, John và Ramon cũng đã ở hiện trường, còn giải thích cho Sian nghe chuyện xảy ra lúc đó. Nhưng hai người đều nói dối. Hiện tại, toàn bộ chứng cứ đều nhắm vào Tom, cảnh sát lập tức điều tra về Tom. Không tra thì không sao, tra rồi mới biết, thì ra Tom từng là một chuyên gia tạo bom chuyên nghiệp, nhưng bây giờ đã nghỉ hưu, nhân tiện còn điều tra được tài liệu về Annie.
Không lâu sau, Annie gọi điện cho Tom. Cô đã lấy băng ghi hình camera giám sát, có thể nhìn thấy John và Ramon lấy tiền đi. Đây là chứng cứ tốt nhất cho Tom. Nhưng người có thể nghĩ ra chuyện này không chỉ có Annie mà còn có John. Mục đích John đến đó vô cùng rõ ràng. Lúc hắn ta lấy thẻ nhớ, Annie thừa cơ bỏ trốn nhưng lại bị John ngăn lại, còn đánh Annie bầm dập. Cuối cùng, còn muốn cầm súng bắn chết Annie nhưng bị Ramon cản lại. Vì Ramon phát hiện mạch của Annie không đập nên giữ lại cái mạng của Annie. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn không tìm được thẻ nhớ nên vội vàng bỏ đi. Lúc này Tom đã cảm giác được Annie gặp nguy hiểm nên đang trên đường chạy đến. Nhưng lúc đến văn phòng thì đã muộn, Annie nằm dưới đất không còn ý thức. Anh vội đưa Annie đến bệnh viện gần nhất, vốn dĩ muốn nhìn thấy Annie bình an thì mới đi. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh sát ở bệnh viện, thế là anh liền xoay người bỏ đi. Anh nhanh chóng liên lạc được với John. John làm hại bạn gái của anh là đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh. Cuối cùng thì Tom cũng không nhịn được nữa, anh quyết định gửi thư quyết chiến cho John. Lúc này, John hoàn toàn không biết hoàn cảnh nguy hiểm của mình, còn muốn thử khiêu chiến Tom một lần nữa. Phía bên này, Tom lái xe hàng cắt đuôi xe cảnh sát, tìm được xe của John và Ramon, chạy lùi lại tông mạnh vào bọn họ. Tiếp đó, John rút súng bắt đầu bắn. Tom biết cảnh sát sắp đến đây nên liền lái xe nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Sau khi biết Annie chưa chết, John đến bệnh viện định giết cô ấy nhưng không ra tay được. Buổi tối, Tom đến nhà Ramon, cố tình gây sự cố ở trong gara để dụ Ramon ra ngoài. Tom vừa nhìn thấy Ramon thì không nói tiếng nào, đã xông lên đánh một trận bầm dập. Ramon đột nhiên nói anh ta có thể giúp Tom. Thì ra vào ngày Annie bị đánh, Ramon đã tìm được thẻ nhớ trên người cô nhưng không nói cho John biết. Thật ra Ramon cũng không ngờ sự việc sẽ ra nông nỗi này. Ngay từ đầu anh đã không muốn lấy tiền, bây giờ anh không biết phải làm thế nào cả. Anh không muốn mạo hiểm với John nữa nên quyết định sẽ giúp Tom. Cuối cùng Ramon còn nói với Tom hiện tại Annie vô cùng nguy hiểm. Tom lập tức đến bệnh viện lén đưa Annie đi, hơn nữa còn cho Sian biết hết mọi việc. Sau đó anh đến siêu thị mua một số thứ, chế tạo bom định liều mạng với John. Annie nhất quyết đòi đi theo, bất đắc dĩ anh đành dẫn cô theo sát bên mình. Họ đến trước nhà John, gọi điện cho John. John vẫn không thèm đếm xỉa đến lời uy hiếp của Tom. Đến khi Tom bắt đầu đếm ngược 10 giây, hắn ta mới nhận ra điều bất thường. May mà vào 2 giây cuối cùng, hắn đã thoát ra được. John trốn thoát ra ngoài, chạy xe đến nơi cất tiền, lập tức thông báo với Ramon cùng trốn đi. Cùng lúc đó, Annie dẫn Sian đến kho, mở một cánh cửa khác, bên trong là số tiền còn lại. Cuối cùng thì Sian đã tin mọi chuyện Tom nói. Lúc này John vô cùng hốt hoảng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào không chỉ có Ramon mà còn có Tom. Tom muốn lấy tiền đi, hơn nữa còn nói anh đã lấy được thẻ nhớ. Lúc này John mới nhận ra Ramon đã bán đứng mình. Một lần nữa, hai người xảy ra tranh cãi. Rõ ràng là lương tâm Ramon đã thức tỉnh từ lâu, nhưng John thì vẫn chưa. Một tiếng súng nổ lên, Ramon gục xuống đất. Tom và John lại xảy ra một trận đấu súng kịch liệt. Cuối cùng, John vẫn may mắn trốn thoát, còn Tom cũng bị thương. Nhưng John không ngờ là Tom còn có chiêu dự phòng. Anh gọi cho John, báo hắn biết dưới xe ô tô đã cài bom. Lúc đầu John vẫn không tin, cuối cùng phát hiện đã bị cài bom thật. Hắn đến địa điểm chỉ định theo lời chỉ dẫn của Tom, không dám nhúc nhích, chỉ sợ bom sẽ nổ. Cuối cùng chỉ có thể gọi chuyên gia cỡ bom đến. Sau khi chuyên gia cỡ bom cẩn thận cỡ bom xuống, phát hiện đây là bom giả, không có kíp nổ. Không sai, John đã bị lừa. Chuyện John phải đối mặt chính là bị bắt giữ ngay tại trận, đủ tang chứng vật chứng. John không thể giải thích được gì. Annie cho Sian biết toàn bộ tội lỗi của John, chỉ muốn xin anh giảm nhẹ hình phạt cho Tom. Cuối cùng, Tom vẫn lựa chọn tự thú vì tình yêu. Bộ phim kết thúc tại đây. Bộ phim Phi vụ hoàn lương này là phim hành động được công chiếu vào năm 2020, kể về câu chuyện của một kẻ cướp lựa chọn tự thú vì tình yêu. Đây không phải bộ phim đề tài giải cứu đầu tiên mà Liam Neeson diễn vai chính. Từ bản danh sách của Schindler đến bộ phim Phi vụ hoàn lương này, anh đã giải cứu hơn 20 năm. Bây giờ, cuối cùng anh đã có được tình yêu. Thật ra phần lớn mọi người xem phim này cũng vì Liam Neeson. Diễn xuất của anh có thể cho người xem một cảm giác trải qua nhiều cuộc bẻ dâu, đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tình tiết diễn biến tầng tầng lớp lớp khiến người xem khó mà đoán trước được. Thật ra, nói tới nói lui cũng là chuyện tranh cãi kịch liệt vì tiền bạc mà thôi. Đều do lòng tham của con người gây nên, bị tiền bạc suy khiến, không có gì là người ta không dám làm. Giống như John trong phim, đã bị đồng tiền làm mụ mị đầu óc. Bất chấp việc giết cấp trên và đồng đội, có điều hắn ta vẫn không có tầm nhìn, chỉ vì 3 triệu đô mà hủy hoại cuộc sống của mình. Cuối cùng vẫn không thể tiêu xài 3 triệu này. Tục ngữ có câu, sinh không mang đến, chết không mang đi. Cần gì vì thứ này mà hy sinh tính mạng của mình chứ? Tự tiêu tiền mình kiếm được, chẳng phải sẽ an tâm hơn sao? Được rồi, bộ phim hôm nay kết thúc tại đây. Nếu thích video của tôi thì đừng quên ấn like và bình luận nhé!